Xin cảm ơn anh cái sự quý trọng của anh để dành cái thời gian quý báu của mình để gọi qua kênh YouTube của em là Hành Vi TV để mà trò chuyện với em về cái vấn đề mà hiện tại. Một lần nữa thì em cũng cảm ơn anh rất là nhiều cái điều này, anh quan tâm tới em. Dạ thì cái sự việc là anh muốn như thế nào thì anh cứ hỏi em đi, để em biết chuyện gì thì em cũng biết nói Thế sao. này anh nè, cái sự việc là từ trước giờ đó, chung là anh là mang tính chất là tiếng nói, mang chắc là dùng tiếng nói của mình để mà bảo vệ cái lẽ phải, thì thời gian vừa rồi chắc anh em cũng hiểu được là cái tính chất của Bác Ba Trầu. Anh thì anh thương là cái như là những người mà họ già cả mà họ có vẫn còn cái sự cống hiến cho xã hội, thì cái này thật sự quan điểm anh là rất trân quý. Tuy nhiên là vừa rồi anh có một số cái bài livestream với là lấy ý kiến cộng đồng, thì nó sinh ra là hai cái luồng trái chiều, một cái là ủng hộ Bác Ba Trầu, một cái là kể như mang tính chất là cái đả kích chà đạp trên những cái mà Bác Ba đã và đang làm từ trước đến giờ. Thì trong đó có một người tự đặt là cái chị Đại Bình Dương đó, thì người này cũng từng là lướt sang kênh anh, cũng đưa những cái luận điệu, những cái ngôn ngữ nó mang chắc là nó sai trái sự thật đó, và cái như muốn anh là đả kích về Bác Ba Trầu. Tuy nhiên là anh làm bất kỳ vấn đề gì thì anh cũng có lập trường, quan điểm của anh. Thì bà này là lúc đêm hôm có một người anh Lực, anh Lực mà từng kể như là gia công hột xoàn và bán hột xoàn cho Bác Ba thời gian vừa rồi đó, thì ảnh có liên lạc với anh, là anh gửi tin nhắn qua đó, thì trong đó là có cái mà tin nhắn là gửi qua HP đó là 20 ngày vừa qua đó. Thì kể như là lúc nãy đây anh mới biết HP là em, thì anh biết chắc anh vì thế này nè, bà này bà biết rằng là cái anh Lực này anh sẽ gửi tin nhắn này qua cho anh, em hiểu không, và mượn kênh anh để mà mang chắc là cái như dùng em không được á, là bà sẽ dùng cái truyền thông của kênh anh hay bất kỳ một kênh nào đó để là mang chắc là chỉ trích em, cũng giống như tình trạng anh vừa rồi đó, em hiểu không đó. Thì thông qua buổi nói chuyện em hôm nay đó, thì ý anh là muốn biết là cái sự vụ giữa em với bà này gặp nhau như thế nào, và bà chuyển tiền cho em là cái như là như là 300k đúng không, là chuyển để Dạ mua đúng chuộc hay là chuyển để mà nhờ em chuyển đến một cái hoàn cảnh đó, thì anh có thể là anh nhờ Huỳnh Phi nói chuyện giúp để cho bà con họ họ hiểu được cái bản chất sự việc này đó. Dạ thì anh có ghi âm lại hay là sao anh có thể chia sẻ cho em biết được để em biết À, em nói không? cái đoạn này là anh ghi âm nha Hành Phi, anh đang ghi âm. Để em biết được em chia sẻ thì trước tiên thì em cũng xin chào toàn thể quý vị khán giả bên kênh Anh Lang Thang Sài Gòn ha. Thì nói chung là anh em mình cũng nói chuyện lần đầu tiên mà thôi ha. Ừ, đúng Thì em. hồi giờ chúng ta cũng biết nhau và chúng ta thì anh quan tâm tới cái vụ việc này và anh điện cho em. Thì em cũng chào toàn thể quý vị khán giả xem cái kênh của anh về về cái vấn đề về cái việc mà hiện tại khán giả cũng đang qua. Rồi, ok thì em sẽ vào cái việc để mà em trò chuyện với anh và em chia sẻ cho anh về vấn đề việc hiện tại mà em đang gặp phải. Thì một em làm từ thiện cầu nối á, thì em làm một năm mấy qua rồi. Kênh đầu tiên của em á, là kênh Phi Nông Dân. Em đã chuyển tên thành bằng cầu Ba Phi rồi ha. Thì em cũng đã làm em cầu nối cũng rất là nhiều cái hoàn cảnh rồi. Đó. Thì em cũng đã được cộng đồng và các cô chú anh chị biết tới. Cho đến ngày hôm nay thì em chỉ làm cái kênh Hình Phi TV này chỉ có vài 5 tháng này thôi. 5 tháng này là em làm kênh Hình Phi TV. Nhưng mà cái sự việc mà cái chị Bình Dương này thì chỉ có biết em qua cái vụ việc mà làm việc cái vụ mà em đi trao quà cho cái cụ bà 80 tuổi ở gần chỗ em. Em đi cùng với sư thầy cái ngày hôm đó là em với sư thầy trụ trì gần chùa gần nhà em đó. Thầy đi hai người cùng mua đồ đó, nhu yếu phẩm đó để mà đi trao cho hai hoàn cảnh đó. Thì hai thầy trò đi nói chung là thầy đã có cái giấy thông hành đó
À, và em có xây giấy xét nghiệm âm tính cái ngày hôm đó thì thầy cũng đi chích thuốc đó, cho nên là hai từ đó điện điện thể em chở thầy đi chích thuốc rồi chích thuốc ngừa Covid đó anh. Thầy rồi em sẵn tiện đó là hai thầy trò đi lấy cái nhu yếu phẩm nó tiện đường á thì mình trao luôn đó, mình trao luôn, nó cũng gần gần đó chứ nó có xa thì tiện đường đi mà. Nói chung là từ nhà em ra chỗ chỗ đó cũng mất 7 8 cây lận, nhưng mà tiện đường đi chích thuốc thì vô đấy trao đó. Thầy trao không gặp cụ bà 80 và cụ bà thì nhập viện rồi 3 ngày trước là cụ đã đi nhập viện, mà rồi em hỏi người dân đó, người dân cũng trả lời và tiếp tục thì không có trao được. Thì mới đi tới nhà cái chú mà mù á, cái chú mà gần 50 tuổi và bị chú sáng mù đó. Thì em trao xong thì khoảng 10 giờ 10 giờ trưa hơn ngày hôm đó thì ngày 31 tháng 8 năm 2021 thì em truyền tải và em đăng lên đó. Thì cho đến lúc gần 12 giờ mấy đó em phỏng đoán thì thời gian thì em không biết chính xác là nó cụ thể đúng không đó, cho nên là em chỉ nói là 12 giờ mấy đó là chị đó có liên lạc cho em là cái số điện thoại. Các cô chú anh chị cũng thấy em cũng đăng tin nhắn lên là cái số đó đó đó, giờ em đang nói chuyện với anh thì em không không có cầm điện thoại kia để mà em đọc cho anh. Rồi, ok em. Thầy dạ thầy chị đó gọi cho em trước nha, gọi cho em trước rồi hỏi em là chú cái chú mù đó, đó chị thấy chị thương và chị đồng cảm. Chị cảm thấy là chú đó ở một mình hả em ơi, thì bây giờ chị có một món quà, chị muốn giúp chú chuyển thẳng cho chú sáng đó, cái chú mà bị mù đó đó, ở nhà một mình neo đơn đó đó. Thì đó là tiền nha đó, chị xin cái số tài khoản của em thì em cũng đưa cho, thì cái số tài khoản em có gửi tin nhắn cho chị thì chị trong vòng vài phút sau thì em nhận được cái số tiền là 300.000, 300.000 Việt Nam đồng nha đó. Thì em nhận cái số tiền đó thì em có nói với chị trong cái lúc mà em nhận tiền, em nói là chị ơi thì bây giờ hiện tại thì em mua gạo với lại nè nhu yếu phẩm này kia thì chú trong vòng nửa tháng thì chú có thể sinh hoạt được, và thứ nhất thứ hai nữa là tình hình dịch bệnh nó rất là căng, thì nếu bây giờ muốn đi thì anh 3 ngày em phải chọt mũi một lần để anh test Covid coi thử có âm tính hay không để mà anh đi đó, chứ nếu mà không âm tính thì không có giấy lưu hành lưu thông anh cũng đâu có đi được, phải nhờ tới sư thầy, mà sư thầy thì là người phân phát rau củ quả đó, rồi với lại là sư thầy là người giúp bà con đó, cho nên là được hỗ trợ những phần quà cho bà con thì được lưu thông có giấy thông hành để mà đi đó. Thì em mới nhờ tới sư thầy ngày hôm nay nè, em nhờ tới sư thầy để mà đi được, chứ em nếu mà không có sư thầy em cũng không bao giờ em đi ra được khỏi ngoài đường. 500 m là có một cái chốt gần nhà em rồi đó, chốt kiểm dịch. Bây giờ chẳng lẽ em đi ra đi trao 300.000 mà không không đi được mà em cố tình em đi, phải là em chống lệnh không Đúng đúng rồi không? em. Em chống chỉ thị phải là em là sai luật hay không đúng không, là một cái con người con dân của Việt Nam mình chỉ thị ra đàng hoàng như vậy mà mình không tuân theo mình còn còn làm như vậy là phải là mình ngông cuồng hay không đúng không? Đúng rồi em. Đó là việc sai đó. Thì cho đến ngày hôm nay thì hồi tối này nè thì em cũng nhận được một cái tin nhắn. Cái tin nhắn thì chắc có lẽ là anh cũng là người đăng rồi, anh cũng biết cái tin nhắn, nội dung tin nhắn nó như thế nào đúng Đúng không? rồi em, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cái nội dung đó là nói là 20, trong cái nội dung đó để chờ em xíu ha, em đọc cho nó rõ, tại vì mình muốn cái gì nó phải từng chữ tại chị nó viết xe chính tả đó. À rồi, ok em. Cho nên là anh vui lòng đợi một tí ha, để cho Rồi, không sao, em không sao. xử việc cái gì đó. Dạ. Thì em lục lại cái tin nhắn nó phải rõ ràng để em nói cho nó như thế này nè. Em nói đi. Cái số điện thoại là cộng 84 là ghi khi mà gửi tin nhắn này nó sẽ hiện tới 84 đúng không? Là 37305 9752 lúc 22 giờ 18 phút ngày 14 tháng 9 đó. Thì cái chị này có gửi qua một cái vị khán giả bên kênh chưa, vị khán giả của em đã coi kênh YouTube em á, thì người ta gửi cái tin nhắn này qua cho em hồi tối hôm nay, hồi tối ngày này nè đó, là gửi cho em cái nội dung như thế này. Chị ghi sai chính tả nha anh, em đọc đôi khi em cũng không có đọc rõ được nha. Giờ em cứ đọc đi. Đâu phải cho người ta tiền mà chị cần được phước đâu em, để chị không có giấu nha đó. Cái điều thứ nhất là em lấy bình thường nha, chị muốn giúp đỡ giúp người ta qua lúc khó khăn
khoảng hơn 20 ngày nay. Đó, cái lúc này, cái chỗ mà khoảng 20 ngày nay nè, chị chuyển cho một YouTuber tên là HVTV. Thì HVTV thì em rà soát hết những cái kênh YouTube rồi. HVTV là chỉ có Huỳnh Phi TV thôi đúng không anh? Nó quá rõ ràng rồi, bây giờ đăng lên cái cô chú anh chị nhìn vô là cô chú anh chị cũng biết là tên của ai rồi. Đúng rồi em, đúng rồi. Làm sao chống cãi được đúng không? Còn cái việc đó, chuyển cho em là 20 ngày nay, là chuyển cho em được 20 ngày rồi. Mà em sơ lược đó, thứ nhất là nó mới có rơi vào 17 ngày thôi. Mà chị đó đã khẳng định là 20 ngày, đó. Mà chị đó có gửi 20 ngày nay, gửi hai khoảng 20 ngày nay, lý là chị nói trong cái thời gian là 20 ngày đó đó, là chuyển cho em. Và số tiền chị chuyển cho em á, thì là 300k. Nha. Rồi và ngày hôm nay á, thì ngày hôm nay thì em đã thực hiện cái vụ việc là em đã test Covid. Bây giờ nói chung là cái lúc mà em bị như vậy em không quan trọng nữa và em cầu cứu sư thầy. Em nói thầy ơi, thầy giúp con cái việc này đi để con đi con với sư thầy đi trao cái số tiền mà 300.000 cho chú Sáng đi thầy. Sư thầy giúp con cái. Sư thầy nói là thôi con đi test đi. Con đi test Covid đi. Thì á, em mới đi, em xin chốt và em đi test. Em đi test, có giấy test á. Thì về mới đi được và đi ra chỗ sư thầy. Thầy vô tới ngay chỗ nhà em nè. Em có giấy test, thầy vô tới nhà em ngay chỗ gần tới nhà em là thầy rước. Thầy rước đi, hai thầy đò đi. Thì hai thầy đò đi á, thì rồi mới đi trao cho chú đó 300.000 và trao xong rồi. Đó là cái sự việc nó là như vậy đó. Chứ còn chị đó nhắn tin lên là chuyển cho em để mà nói mua chuộc em thì anh nghĩ đi, em đi làm YouTuber và làm cầu nối mà anh nghĩ đi 300.000 đó là em đâu có phải muốn hạ cái danh dự của em đâu anh đúng không? Đúng rồi, cái anh thì anh cũng nghĩ như em đó. Thì anh mới thấy là nó buồn cười cái nó trời ơi, chuyển cho người ta cái 300.000 mà không biết lý do chuyển như thế nào. Anh cũng nghĩ là chuyển là mang chắc là chuyển trên cái phương diện là cái cầu nối. Em hiểu không ạ? Cầu nối để đi giúp đỡ một ai đó. Nhưng mà cái bà này ấy, là mang chắc bà lật lọng. Là khi bà đã có cái bằng chứng chuyển đó em, là bà lật lọng lại là bà nói là chuyển cho em để nhằm mua chuộc em. Thì anh nói cái bà này là thực sự ra là cái như bà không phải là anh ngay nói thẳng rồi bà mượn cái vấn đề này để bà xuyên tạc vấn đề kia. Mà Phi cho anh hỏi nè, thế thì trước giờ bà có nhờ em là đưa tin là cái như là thất thiệt nào không? Dạ có anh, có một cái clip như thế này, không phải gọi là thất thiệt hay không thì mỗi người trên cộng đồng và trên khi mà người ta xem YouTube thì tất cả các cô chú và anh chị và các bạn đều có cái quyền nhận xét về nhiều cái ý kiến và góp ý kiến đúng không anh? Ừ đúng rồi. Đó, thì chị cũng đã gọi cho em. Thì là cái cuộc gọi đó là em với chị đã nói giằng co rất là nhiều luôn, giằng co giữa và có một cái câu nói em rất là bức xúc và rất là nói luôn. Nhưng mà ngày hôm nay em chia sẻ luôn. Em thẳng em chia sẻ và cho anh biết luôn ha. Thì có một cái câu nói tới bắt đầu như thế này. Chị đã nói một cái câu mà em không thể nào thuyết phục em được. Và chị đã nói một cái câu em cảm thấy nó rất là vô lý. Nó vô lý như thế nào thì em xin trình bày. Là chị đã nói với em á là tại sao chị có một cái góc nhìn như thế này. Tại sao bác ba làm từ thiện bao nhiêu năm qua không có ai báo chí nào đăng lên, không có YouTuber nào chia sẻ và không có truyền thông nào đăng tải. Cho đến một vài năm nay thôi thì mới có YouTuber đăng tải. Thì em là người trả lời lại như thế này. Em nói ủa chị ơi, thì người ta làm hồi xưa giờ người ta làm bao nhiêu lâu nay thì lúc đó là người ta có tiền. Thì người ta có thể dang rộng đôi tay, người ta giúp trong cái khả năng của người ta. Còn bây giờ này thì bác ba trong cái thời gian nó xoay chuyển hoài thì ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia thì cái tài nguyên, cái sự tiền bạc nó phải cạn kiệt đúng không? Đúng rồi đó. Thì bác ba mới nhờ tới kênh YouTube anh Lê Tân Thiện cầu nối để mà giúp đỡ và cùng với Mạnh Thường Quân chung tay hỗ trợ và duy trì cái bát cơm cho đến tới thời điểm này mới duy trì được đúng không? Đó chứ nếu mà em hỏi anh chứ bây giờ cạn kiệt rồi, bây giờ này nếu biết anh đang làm từ thiện đi và anh hết anh cạn kiệt rồi, bây giờ này anh không còn đường nào anh giúp mà hiện tại là người dân đang đói khổ thì anh có nghĩ như cái bắt ba đầu không? Đúng rồi em, cái về cái tâm lý thì thực sự ra mình là từng giúp kiểu như là những cái hoàn cảnh khó khăn mà khi mà giả sử cái về cái tài chính nó cạn kiệt hoặc là những mình chưa bán được những cái tài sản
hiện hữu đó, thì thật sự ra khi mà cạn cái nguồn thì thật sự trong cái lương tâm mà một người từng đi làm từ thiện thì thấy nó khó chịu lắm. Cho nên anh mới nói rằng là cái việc mà kể như là từ trước là bác Ba cũng đã từng làm, và trước khi có YouTuber là bác Ba cũng từng bán tài sản để bác Ba làm cái việc đó, mà mang chắc là làm vì cái tâm, em hiểu không ạ? Cho nên là khi mà giả sử như tiền bạc tất cả mọi cái thì có khả năng thế này nè, tiền bạc là có thể hết nhưng tài sản hiện hữu vẫn còn. Nhưng mà không thể mà trong một sớm một chiều, giả sử như một cái nhà đúng không ạ, không thể một sớm một chiều mà em bán cái nhà được, em hiểu không? Thì cái thời gian có nó cũng phải có cái thời gian, có cái lộ trình của nó đó, mà cái thời gian chờ để bán được cái nhà thì cũng phải cần những bà con mà cùng cái một cái tấm lòng từ bi là chung tay giúp đỡ. Thì cái này anh nghĩ là cái bác Ba chia sẻ thế là hoàn toàn đúng, không có gì cả. Mà nhiều người họ lại đưa vấn đề đó ra để mổ xẻ thì anh thấy nó vô lý. Như em thì em nghĩ việc đó nó vô lý hay không? Em trình bày như thế này, tại vì cái bác ba đầu á là nhân vật khi ngày trước đó em đã quay, phía trước đó là em quay tới thời điểm này là em quay bác ba đầu cũng hơi bị nhiều rồi, và một năm em tính là một năm mấy rồi đó, thì em cũng đã đi chung cô chung với anh Lê, em cũng đã quay rồi, quay cũng rất là nhiều, và tất cả những anh em khác em cũng đã quay quất rất là nhiều rồi, thì em cũng biết về cái bác ba này. Nhưng mà trong cái giữa cái cuộc chiến giữa bác ba trầu và chú Hai Phước thì em là người em đã nói em đứng ở giữa và em không có tham gia vô cái câu chuyện này từ lúc ban đầu, và em đã nói rồi, và em nói bác ba đầu cũng là người lớn và chú Hai Phước cũng là người lớn, và em là em thấy em còn nhỏ cho nên thôi em không có tham gia vô trong cái cuộc chiến này đó, cho nên là em không có, anh không thấy em không bao giờ chia sẻ về vấn đề này, còn cô chú anh chị lên ý kiến thì em là người ghi nhận và tiếp thu cái ý kiến của các cô chú và anh chị. Em tôn trọng khán giả mà, khán giả nếu anh làm YouTube anh không tôn trọng khán giả là sao, đúng đúng không? Khán Rồi giả rồi là người coi kênh em mình nói mà đi. sao mình không không tôn trọng, đúng không? Đó, cái vấn đề thì cái đó là cái tối thiểu của mình đã quá rõ ràng rồi. Rồi còn cái câu chuyện ngày hôm nay thì nói chung là em là đã liên lạc, em gọi rất là nhiều lần cho cái chị Đại Bình Dương đó, cuối cùng mà chị cũng đã bắt máy và em với chị cũng trò chuyện rồi, và nói chung là chị đã nói hết á, em nói không, nói chung là em có muốn ý kiến ý cò gì em cũng không lại chị, nói chung thôi bây giờ em chỉ có biết cái là em đăng lên các cô chú và các anh chị nhận xét thôi, chứ em hết chịu rồi, hết hết đường rồi, em cũng không biết nói làm sao cho nó vừa lòng nữa, và em cũng không muốn mất lòng bất cứ ai cả, thì nhưng mà mình làm việc thẳng thắn thì mình không sợ gì. Em nói thiệt anh là em làm việc rõ ràng minh bạch, em không có ngán cái gì hết á, Thì thì đúng mình rồi nói em. đúng thì mình đưa lên đúng, đúng không anh? Đúng rồi. Cái nào sai là mình chỉ cái sai đó, mình không bao giờ che giấu cái sai và lấp liếm cái sai để cái sai nó tồn tại mãi được, Đúng rồi em. đúng không? Đó là như vậy đó, là em nói thật sự. Và hôm nay đó thì em chia sẻ với kênh anh Lang Thang Sài Gòn thì anh đã gọi cho em đó, thì em cũng xin cảm ơn rất là nhiều, và hình như anh có cuộc điện thoại ạ. À anh có cuộc thoại, em nói đi, không sao đâu, xíu anh gọi lại cũng được. Dạ tại vì nó hơi ồn quá, tại vì em sợ hơi ồn của anh mất hết Rồi rồi, pin á. không không sao đâu em nói đi. Dạ thì bây giờ như thế này nè, thì nếu cô chú nào anh chị nào muốn quan tâm tới em á, thì là quan tâm tới câu chuyện của anh Lang Thang Sài Gòn á, thì cô chú anh chị thì hãy xem từ bên em và bên anh Lang Thang Sài Gòn thì nó sẽ rõ ràng cái câu chuyện ngày hôm nay. Chiều nay em sẽ công bố cái clip này, và clip này giữa em và chị Đại Bình Dương nói về cái vấn đề này, và chị cũng đã nói và khẳng định lại một điều rằng là chị đã bẻ lái rất là nhanh và nói chung là uốn cong sự thật rất là đỉnh cao, và em chịu thua, em là em chắp tay em lạy chị rồi đó. Thôi thế này nè Phi nè, thì hôm nay anh điện qua cho em để anh chia sẻ cái câu chuyện vừa rồi. Thì cái lời đầu tiên đó thì anh thay mặt khán giả của bên anh là cảm ơn cái sự chia sẻ thật tình của em. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì anh nói thế này nè, chung là mình làm cái việc phải, dù cái như là xã hội họ nhìn thế nào thì đó là quyền của mỗi con người, em hiểu không ạ? Họ nhìn và họ suy nghĩ đó là quyền của mỗi người. Tuy nhiên á, ta làm bất cứ vấn đề gì, cái lương tâm của mình cảm thấy không hổ thẹn, đó là mình đã là trở thành một con người thật sự. Thì nói chung là em cũng xin cảm ơn anh Lang Thang Sài Gòn rất là nhiều, cũng đã bỏ rất là nhiều cái thời gian quý báu của anh, và cũng rất là nhiều cái thời gian của khán giả của anh, và đã xem và đã nghe anh em mình trò chuyện ha. Thì Rồi rồi. nói chung là em đã làm YouTube tới nay thì cũng đã được gần 2 năm rồi. Nói chung là em này không quan trọng những cái
những cái lời cô chú và các chị chửi em hay la em á, là em lấy cái đó làm động lực cho em, cho nên là em luôn luôn bình thường và thấy rất là vui khi mà cũng có những người anh và chia sẻ về vấn đề này. Rồi anh cảm ơn Huỳnh Phi Dạ nhé, chúc em sức khỏe rồi nghe. Rồi bye bye rồi, em. em chúc anh và khán giả luôn mạnh khỏe nha anh nhé, Rồi anh cảm và ơn em nhiều. xem vui vẻ, xem buổi trò chuyện vui vẻ ạ. Rồi ok em. Rồi Dạ rồi, ok anh cảm ơn Huỳnh Phi. dạ.